khá cái vụ quân sự mà tới cái vòng tuột quần là các ông rất là sợ, làm như khi mà tuột quần ra là chim nó bay mất á. Nhưng mà khám cái vòng này là điều bắt buộc để xem sức khỏe của các bạn có đạt hay không, các bạn có bị bệnh truyền nhiễm hay không, ví dụ như HIV, sùi mào gà, lậu, giang mai. Khi các bạn vào môi trường tập thể, những cái bệnh đó thường nó sẽ gây ảnh hưởng đến tập thể và chính bản thân của các bạn. Những bệnh mà người ta sẽ không lấy đi nghĩa vụ quân sự, ví dụ như lậu nè, giang mai nè, sùi mào gà nè, HIV nè, hay là những bệnh về dị vật nè, hoặc là ống chén bị mẻ, hay là súng không có đạn. Có một số bạn có hỏi là cong thẳng, to nhỏ, tròn vuông hay là tam giác. Nếu mà các bạn vẫn hoạt động được bình thường và không bị bệnh truyền nhiễm thì vẫn đủ điều kiện để tham gia nghĩa vụ quân sự. Có một số bạn bị gầu thì cứ lấy nước sôi đổ lên xong rồi trần qua một cái lột sạch sẽ thì vẫn hoạt động được bình thường. Mấy ông nào mà trứng cút bên to bên nhỏ, ví dụ như bên trứng cút bên trứng gà, các bạn cứ tưởng tượng khi các bạn chạy một chiếc xe ô tô, một bên các bạn gắn bánh xe ô tô còn bên kia các bạn gắn bánh xe bò, thì khi các bạn chạy thì làm sao nó cân bằng được. Thì cơ thể con người mình cũng vậy thôi các bạn, nhiều khi lỡ mà đi huấn luyện hay là hoạt động gì đó mà bên to nó đá qua bên nhỏ bể mất là coi như là thằng làng ăn mất luôn. Nhiều phòng khám mà kêu các bạn chạy đều hay là nhảy tưng tưng á là để kiểm tra xem các bạn có bị giãn tĩnh mạch thần kinh hay không, vì khi các bạn bị cái đó thì các bạn chạy nhảy hoạt động không có được, đang chạy mà lỡ rớt bi ra ngoài, gà nó mổ thằng làng nó ăn mất, thì các bạn cũng phải ráng chịu thôi. Khám thì cũng rất là tốt cho các bạn thôi, để xem các bạn có bị gì hay là đủ điều kiện để tham gia cái vụ quân sự hay không, chứ vào đó khám thì cũng không có ai dòm các bạn làm gì. Ai cũng có một con, ai cũng có một bộ ấm chén đó, nên cũng không có ai dòm ai hay là giành nhau làm gì. Bác sĩ thì toàn là bác sĩ nam thôi chứ không có bác sĩ nữ đâu, nên các bạn cũng đừng có lo. Vào trong đó thì ba bốn ông một lượt, cũng chả có ai giành nhau hay là bắt của nhau. Hồi lúc đó tôi đi khám cái vụ quân sự, tôi có gặp một số bạn trai công. Mấy bạn đó thì khám trước tôi lâu rồi, nhưng mà tại sao không biết vẫn ngồi ngay cái khe cửa. Thì tôi mới chạy lại tôi hỏi sao khám xong rồi không chịu về. Thì mấy ổng có trả lời là thôi đi cha ơi, nãy giờ dòm đã chưa có đủ nữa mà sao mà về được. Nói chung là khi đi khám, nếu mà chim các bạn còn hót, còn bay nhảy, còn cử động được thì không sao hết. Còn mấy bạn mà ấm chén không đầy đủ hay là súng không có đạn hay là bị bệnh gì đó thì các bạn không đủ điều kiện để tham gia nghĩa vụ quân sự. Tại vì ảnh hưởng đến sức chiến đấu của các bạn rất là nhiều. Khi mà các bạn khám đậu nghĩa vụ quân sự thì các bạn cũng nên vui, vì thông qua đó thì người ta cũng cho biết được sức khỏe của các bạn vẫn còn bình thường, súng vẫn hoạt động tốt, ấm chén không bị sứt mẻ. Đó. Còn ông nào rớt thì cũng biết là mình đang bị gì để mà về mà cải thiện sau.